Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua và rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Thì sáng nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi hình và nó rất nhiều câu chuyện và rất đau lòng. Đặc biệt là rất nhiều số tiền và nó rất lớn rất khủng. Đến giờ phút này rất nhiều nạn nhân hiện nay đã sập bẫy. Còn hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục và tiếp nhận bây giờ thì hơn 12 giờ trưa rồi. Anh em tiếp tục và tiếp nhận một em gái ở một tỉnh rất xa thì về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm một ông chủ. Đây ông chủ này có thể là cũng rất cao thủ đây. Vì lý do cao thủ cho nên là hiện nay em gái này đã sập bẫy rồi. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết là em họ tên là gì? Dạ em là Nguyễn Hoài Phương ở Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. Hôm nay em đến nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình giúp gì đây? Dạ, ghi hình giúp em đòi tiền anh Cao Việt Hùng sinh năm 1975 đã mua của em heo nhưng lại không trả tiền, hẹn tới hẹn lui hoài. Em cho anh biết là anh Cao Việt Hùng làm ăn buôn bán làm sao với em lâu chưa? Nói chung là anh em làm ăn cũng được vài năm rồi. Nhưng vài năm trước thì anh rất là sòng phẳng. Cứ mỗi lần bắt heo thì anh nói anh chuyển là chiều hoặc sáng sau anh chuyển liền. Nhưng mà này anh hứa hôm nay là anh hứa này là 2-3 tháng nay rồi. Anh lại không trả tiền cho em. Mà điện thoại thì anh không nghe máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Bây giờ em nhờ bên anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp em kiếm anh Hùng để lấy lại số tiền cho em. Em cho anh hỏi là cái mối quan hệ của em ấy mấy cái anh Cao Việt Hùng đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái mối quan hệ này em buôn bán làm ăn với nhau lâu chưa? Cũng được 2-3 năm rồi đó. 2-3 năm luôn hả? Dạ. Thế còn cái số tiền mà hiện nay người ta mua heo của em là mua mấy con, mua lâu chưa? Hai con, tổng cộng là 2 con heo thịt và 1 con heo nái. Với số tiền là 18 triệu. Lâu chưa em? Nay từ hôm 23 tháng 5 đến nay. 23 tháng 5 năm 2023. Đến giờ phút này là không trả tiền em. Dạ đúng rồi. Em có đến nhà em đòi không? Em không biết nhà nên là em mới nhờ anh em điều tra giùm em. Không biết nhà sao mình bán heo chi vậy? Nói chung là thì anh em nghĩ làm ăn uy tín với nhau thì anh nói là anh không có đem tiền mặt thôi để về anh chuyển cho em. Không đem tiền mặt thì đứng nói chuyện luôn chứ về nhà chuyển chi nữa. Vậy nên em thì mỗi lần thì anh cũng nói như vậy thì anh về nhà anh chuyển. Nhưng mà bây giờ anh hứa riết anh không chịu chuyển cho em. Em cho anh hỏi là hiện nay em có chồng chưa? Dạ có nhưng mà em thôi rồi. Thế còn cái anh Hùng này là có vợ chưa? Dạ cũng có vợ. Anh Hùng này nguyên quán ở đâu em biết không? Em chỉ biết người Bắc thôi chứ em không biết rõ là quê quán anh ở đâu. Anh này... Nhưng mà hiện giờ là ảnh đang cư ngụ ở dưới Thuận An á. Thuận An luôn. Ảnh bán thịt heo ở đường 434. Em chỉ nghe anh em bên mua heo á kể lại vậy thôi. Đang buôn bán heo ở đó. Dạ. Đến giờ phút này em biết là cái anh Hùng này là thiếu tiền hoặc đang có ý định giật tiền của nhiều người chưa? Nói chung là em có báo công an xã trên em rồi. Công an xã trên em cũng có nói là ảnh cũng có mua của một người nhưng mà cũng chưa trả tiền. Người đó cũng làm đơn kiện ở trên xã rồi. Cũng làm đơn là thưa rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Người đó là hết nhiều tiền không anh? Em? Người đó thì em không có hỏi chính xác tại vì em cũng không có quen người đó. Nhưng mà bên công an xã là nói có đưa đơn trên đây nè. Nên là em mới lên đây nhờ mấy anh em trên đây hỗ trợ giùm em. Em cho anh hỏi này, anh Hùng này là có mối quan hệ gì, có bất thường với em không? Hay là có tình dạ cảm không, với em không? Dạ không. Phải em không? Và anh là hoàn toàn trong sạch, chỉ có mua bán với nhau thôi. Nhưng lúc mình buôn bán heo là có ai nhìn thấy không? Có mẹ em bán cho ảnh mà. Mẹ em là người trực tiếp bán heo? Đúng rồi, mẹ em là người trực tiếp bán, ảnh là người giao dịch với em. Mà nhìn giá cả là làm việc mẹ em tiền đúng đi rồi, em. Giá cả là tiền nha. Tại vì heo của em, mẹ em chỉ đứng bán giùm thôi. Anh Hùng này là nguyên quán gốc là có thể là phía Bắc đúng không? Dạ ngoài Bắc nhưng mà em không biết ở đâu nhưng mà hiện là có nhà ở dưới Thuận An. Theo anh được biết vậy thôi. Theo anh được biết là cái tấm hình này là không phải một mình em mà đến giờ phút này có thể là 2-3 người về đây. Trước đây một thời gian dài đã về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình rồi. Dạ. Vì theo thông tin là anh được biết là anh Hùng này anh chạy một cái xe có thể là xe Isuzu hay xe Isuzu màu trắng. Màu trắng đúng không? Dạ đúng rồi. Là đúng rồi. Vậy là trước đây anh đã từng mua rất nhiều người rồi. Dạ, thì anh mua cũng nhiều người lắm. Mà hiện nay không trả tiền. Đến giờ phút này em về đây thì anh nhìn cái khuôn mặt này rất quen cho nên anh nhận diện được ngay. Dạ. Thế bây giờ là em gọi cho anh Hùng, anh có muốn trả tiền em không? Nói chung là anh hẹn tới thứ hai ngày đó mà em không biết là có trả hay không. Tại anh hứa hẹn với em rất là nhiều lần rồi. Gọi là hứa hẹn rất nhiều lần, em có hy vọng là anh Hùng này hứa hẹn lần tiếp theo anh sẽ trả tiền cho em không? Em cũng mong là anh trả tiền cho em. Chứ giờ tiền bạc ấy, em còn nuôi mẹ già, con nhỏ nữa. Hiện nay là anh Hùng này không những một bản thân một mình em
em biết được đến giờ phút này khoảng bao nhiêu người hay chỉ một người nữa thôi? Nói chung là ở trên em thì em chỉ nghe công an nói là một người nữa thôi, còn thật sự là em cũng không biết là bao nhiêu người. Tại vì giờ anh mua nhiều nơi em đâu có biết hết được. Anh Hùng là anh đến nhà em anh mua heo đến giờ phút này giao dịch với em ấy hoặc với gia đình người thân của em là khoảng bao nhiêu lần rồi? Chắc cũng khoảng 5-7 lần rồi đó. Mới 5-7 lần ha. Tại sao mình bán em là 5-6-7 tháng em mới xuất được một lần. Tại một năm em chỉ xuất 1-2 lần thôi nên là 2-3 năm thì cũng 6-7 lần heo thôi. Giờ này mình còn nuôi nhiều không? Giờ em còn hiện còn có vài con à. Vài con bán được chưa? Gọi anh Hùng mua luôn. Bán được rồi. Bán được nhưng Hùng. Mà giờ sợ quá. Bán được rồi gọi anh Hùng anh mua luôn cho. Giờ anh mua cả em luôn. Sợ em được sợ không? Quá rồi. Sợ quá hả? Sợ chưa? Giờ cũng là sợ chưa? Giờ anh chỉ Hùng mong là... muốn là anh trả tiền cho em để có tiền đóng tiền học cho con. Em anh đang nghi ngờ là anh Hùng này có thể anh có tình cảm với em. Trước đây là có thể là anh mua sản phẩm nhưng bây giờ là không phải anh không trả được. Dạ không anh, em mà... là hoàn toàn trong sạch không hề có tình cảm gì. Anh đồng ý là như vậy nhưng mà anh đang nghi là như vậy. Anh đang nghi anh muốn giữ lại cái số tiền của em là mục đích chính là để lấy chỗ đi lại. Nên lâu lâu em không bán heo mà tới nói chuyện với em chẳng hạn. Anh giờ điện gọi nghe máy nữa. Phải không? Nên mình có nhắn tin trò chuyện với nhau không? Không, em chỉ nhắn tin đòi tiền đòi nợ thôi, còn ngoài ra là em không có nhắn tin gì hết á. Anh Hùng có bao giờ mở ý muốn mời em đi uống cà phê không? Dạ không. Kìa. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn, mình nhắm mắt giao dịch mời đi uống cà phê. Nói chung là tụi em chỉ giao dịch là lên nhà em bắt heo vậy vậy thôi rồi xong trả rồi tiền. Khi thì trả tiền mặt, có khi thì anh chuyển khoản, khi là nói chung là cũng đúng hẹn. Rồi có khi thì chỉ có đợt này tại sao anh lại như vậy em thì không hiểu. Em có nghi ngờ là anh Hùng này quả này anh giật của em luôn không? Thì bây giờ là em nghi ảnh giật luôn á, anh được không rồi. Muốn trả nữa. Không muốn trả. Nên là em mới nhờ mấy anh em hỗ trợ giùm em. Hôm nay em về đây em có nhờ anh em ở phía Bình Dương là em có hy vọng là anh em đây sẽ tìm ra mà cái anh Hùng này bán heo ở đâu mà buôn bán ở đâu. Hy vọng tìm được. Em mong là mấy anh sẽ giúp đỡ em tìm được anh Hải, tìm được anh Cao Việt Hùng này tại vì anh Cao Việt Hùng này ở trong cái khu vực Bình Dương này thì mấy anh sẽ tìm được. Nói chung là rộng lớn nhưng mà tìm thì không khó. Đúng không? Tại vì em biết rõ ràng là ảnh đang bán ở dưới đường 434 nhưng mà thật sự em cũng không rành ở dưới Thuận An cho lắm. Nên là em chỉ nhờ anh em hỗ trợ giùm em. Bây giờ ấy là em gọi điện nó được không? Em gọi thử cho được không? Nghe máy không? Em gọi đi. Chắc bây giờ em lên tới đây thì chắc điện chắc nghe. Em gọi đi anh xem nào. Gọi đi. Nói là trả luôn bây giờ. Anh đang ở đâu tôi đến tôi lấy tiền. Đó, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến này, anh hẹn với tôi đang ở đâu thì tôi chạy đến tôi lấy tiền luôn. Ở lo ngoài chưa? Cho nhỏ nhạt, nhỏ nhạt. Khi nào? Khi nào người ta nghe thì bảo nó lớn. Con nhạc là nguy hiểm lắm, con nhạc nguy hiểm. Bây giờ anh đang ở đâu ạ? Anh đang chở heo đi về gần về nhà rồi. Bây giờ dậy em xuống em lấy tiền luôn được không? Đang không bỏ để thứ hai đi em. Bây giờ chứ anh không có tiền đó. Anh trả tiền cho em chứ anh hẹn hoài anh có tiền anh đi bắt heo người ta được thì anh trả cho em được chứ. Là công ty đang thiếu trở lại họ sẽ ngại lắm đấy chứ. Anh ngại em lắm đấy. Anh ngại gì em nhắn tin nha, anh không trả lời em điện thoại anh không nghe máy. Ngại không cho anh trả lời. Sao mà ngại được? Anh thiếu nợ thì anh mới trả chứ ngại gì? Thôi. Còn gì đâu? Bây giờ em xuống nhà anh lấy tiền đúng không? Cho để chiều thứ hai nhá. Bây giờ em đến nhà anh bắt heo. Vậy bây giờ em đến anh bắt heo lại em trừ tiền. Bây giờ em cho xe xuống bắt heo lại trừ tiền. Để em chỉ cần anh rõ ràng với em thôi chứ bây giờ anh mua heo của em thì bây giờ em xuống em bắt heo lại em lấy tiền lại thôi. Anh cũng đang cho xe heo về mà. Tôi lấy tiền tôi đóng có tiền học cho con tôi. Bây giờ em còn đóng tiền học cho con em, mẹ em nằm bệnh viện nữa kìa.
anh sao anh không suy nghĩ tới chuyện đó, anh cứ hứa hẹn hoài là sao? Bây giờ em bắt heo của anh về em bán lại cho người khác chứ à? Bây giờ anh sao? Thì chắc chắn đây chứ tiêu ra hai người đó. Tôi không tin ông nữa, ngay bây giờ luôn, không bắt heo trả tiền. Bây giờ anh nói với cả em mắc lòng tin với anh rồi. Bây giờ em xuống dưới nhà anh, em bắt heo lại. Em trả, anh trả tiền, em bắt heo lại. Anh không trả tiền thì em bắt heo lại cho anh bắt heo, em bắt heo lại để em bán cho người khác. Em lấy tiền về em đóng tiền học cho con em chứ. Nay vô học hết rồi. Anh hứa hẹn biết là có lòng tin đâu. Bây giờ em phải nhờ tới mấy anh em hiệp sĩ đường phố Bình Dương. Ý em bây giờ làm sao? Giờ ý anh sao? Nói đi. Em cho anh lần này là lần sau cuối nha. Anh đừng có trách em nữa nha. Anh trừ lòng cái gì? Anh tính giá heo em nhiêu mà anh trừ lòng cái gì? Anh nhân giá tiền nó đi. Không có chuyện đó đâu anh. Không có cái vụ đó đâu. Heo em nghĩ sao anh canh trừ vậy? Bây giờ nè, em nói cho anh nghe nè. Từ hôm bữa tới nay anh gian của em bao nhiêu tiền? Giờ em cho anh lãi ba đó, anh tính lên đi. Anh tính lên bao nhiêu tiền rồi mấy người trừ tiền của em là sao? Anh thiếu nợ em bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu tháng rồi? Anh nói đi. Bây giờ em không có biết trừ lòng hay chưa, nhưng mà anh thiếu nợ của em. Bây giờ anh tính lãi đi, lãi phần trăm đi. Em cho anh lãi ba đó, anh tính đi, anh tính lên đi. Từ hôm 23 tây tháng 5 tới nay là bao nhiêu tháng rồi? Anh làm ăn cũng phải vừa phải thôi chứ. Em cho anh trong chiều thứ hai nha, còn nếu không là anh đừng có trách em. Ok thì cho lên trang nhất, mà không ok thì cho lên trang gì. Đấy, nói chuyện dứt khoát, không làm ư, nói chuyện dứt khoát. Một là một, hai là hai. Một là anh phải trả tiền ngay bây giờ luôn, tôi nói chuyện không. Hai là anh vừa trả heo về, anh nói không có tiền, tôi bắt heo anh về luôn. Đó, thì bán cho người khác, vậy thôi. Ví dụ anh mua giá 50, tôi đi bán giá 45, được chưa? Còn bao nhiêu là lỗ tôi cũng nhiều. Người mua heo chứ đâu phải mình ảnh, tại vì anh em làm ăn chung với nhau thì mình nghĩ người ta cũng đàng hoàng chứ đâu phải vậy. Anh thật, em nhìn mặt sao mặt này làm gì có sự uy tín đâu, hay là em thích thích thôi, em có tình cảm gì không? Phải gu của em đâu. Phải thì gu của em là gu em thế nào? Gu của em là đẹp hơn vậy. Gu của em như vậy. Vâng, thế gu này được không? Gu này được không? Gu của em này được không? Rồi, em nhờ anh em nói chung là hỗ trợ giùm em cảm ơn rất là nhiều. Rồi, ok em, bây giờ này em về đây em nhờ anh em bác sĩ Bình Dương thì anh cũng ghi nhận. Dạ. Trước mắt là các anh em này sẽ đăng thông tin rồi lên, bởi vì ở đây là không phải một mình em. Dạ. Các anh em này xác nhận là đây là có thể là cái anh Cao Việt Hùng này nhé, là mua có thể rất nhiều người, là đến giờ phút này nhiều người không lấy được tiền. Dạ. Dạ. Vì vậy anh em quyết tâm là đăng ra lên để cho cảnh báo cảnh tỉnh. Mua heo hay bán heo, mua bán giao dịch là phải lấy tiền luôn, còn tiền không hết là bớt bỏ heo lại. Dạ. Đúng chưa? Vì bất kể lý do gì bớt heo lại, mất lòng trước hơn mất lòng sau. Đến giờ phút này lẽ ra em lấy tiền trước khi mà heo ra khỏi cổng rồi, thì giờ đây em đâu phải hỏi, đâu mất công, nó mất thời gian, đúng chưa? Nên giờ phút này em vừa mất thời gian, mất công, mất sức, phải gọi tới gửi lui, đúng chưa? Tốn tiền điện thoại mệt mỏi nha. Rồi em mong muốn điều gì nữa không? Em chỉ mong muốn là giờ anh Cao Việt Hùng này trả tiền cho em thôi. Rồi anh Hùng này anh trả tiền cho em, mà nếu mà không may mà anh đã bỏ vợ rồi mà ví dụ anh yêu em thì em có đồng ý không? Không, dù thật luôn, lừa đảo là không bao giờ em đồng ý. Là không, trước đây là chưa yêu thì lừa, nhưng bây giờ không. Yêu rồi thì hết được không? Bây giờ yêu em cũng không yêu lại. Kỳ à? Không phải gu gu em mặn anh nhỉ? Gu em là vừa vừa. Còn anh Hùng này chắc mặn đúng không? Mặn quá à. Mặn quá. Anh nhìn cái mắt anh Hùng này là không đơn giản như em nghĩ, đúng không? Anh nhìn cái mắt đó người chắc em chung lỗi không? Rồi ok, cảm ơn em gái xinh đẹp. Dạ, cảm ơn mấy anh em nhiều ạ. Rồi chúc em gái thương lộ bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì anh Hùng này sẽ xem thông tin, anh em mình xin Bình Dương ghi hình, anh Hùng này sẽ trả lại tiền cho em. Đến lúc anh em tính tiếp. Còn không trả thì tính tiếp. Không trả thì anh em sẽ tìm và
tìm phương án cho em, giúp em nhá. Dạ. Rồi, kính thưa cô chú chị, hôm nay là cái câu chuyện gọi là em gái, cái cuộc trò chuyện này em gái bán heo, về vụ án con heo. Thế cái vụ án này là thực sự là rất căng. Trong thời gian vừa qua phải nói không phải một em gái này, rất nhiều cô chú anh chị phải nói là rất lớn tuổi, buôn bán giao dịch nhiều năm qua nhưng vẫn bị lừa. Vì sao? Vì trước đây có thể là mua bán là bắt heo về cân xong, nó là về một hai hôm trả tiền hoặc là một tuần trả tiền, nhưng vì vậy mình tin tưởng nhau đó, mà tin tưởng vì nhau đến khi làm ăn thì cần cái sự tin tưởng mà. Đúng không? Nhưng thật xã hội bây giờ, anh nói thẳng luôn, xã hội bây giờ nói thẳng là không tin được. Em từ lần này trở đi là bắt đầu là em hết lòng tin luôn rồi. Mai mốt yêu ai cũng phải cẩn thận nhé, tránh tình trạng là mất cả tình cả tiền để về đây. Ơi các anh ơi, giúp em với, ông này ông lừa em, anh em không giúp đâu. Nhá, giúp em tìm chồng được, giúp em đi tìm người yêu để lấy lại tiền này, anh không giúp nhá. Ok chưa? Rồi, chúc em thường lộ bình an nhé. Xin kính chào cô chú chị bạn. Thì trong những ngày tháng vừa qua, anh em được chị Bình Dương ghi hình rất nhiều câu chuyện, phải nói là mỗi một ngày một câu chuyện, phải nói là không riêng gì ai, ai cũng cần phải biết, hiểu thêm thông tin. Mình khôn rồi nhưng mà có thể là vẫn chưa hết, đúng không ạ? Không ai dạy, xã hội bây giờ chẳng ai dạy, nhưng mà khôn nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì nhiều cái cạm bẫy xã hội bây giờ diễn ra phải là rất phức tạp. Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận có một anh chị ở Long An là bị lừa 140 mấy tỷ, cũng chỉ vì lòng tin, đến giờ phút này bỏ trốn luôn. Chính người ta bỏ trốn nên mình cũng trốn luôn đó. Mình trước là một ông chủ, bây giờ là mình là chủ lợ bỏ trốn luôn. Mới đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương mới ghi nhận là một ông cụ năm nay cũng trên dưới 60 tuổi, bị một gọi là nữ yêu quái lừa đến 80 mấy tỷ. Còn 20 mấy tỷ, 10 mấy tỷ là buổi sáng này anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi hình rồi. Đây cũng là một bài học cho tất cả các cô chú anh chị. Mình tin ai đó giao dịch làm ăn, mình phải nhìn, phải lắm bắt, phải cầm đằng cán, không được cầm đằng lưỡi này, tránh tình trạng là không bao có cơ hội lấy lại. Đến giờ phút là người ta bỏ chạy đâu, vì lý do nào đó mà không may bây giờ người ta bẻ là thật thì người ta lấy gì trả mình, đúng không? Mình biết ăn nói làm sao với bà con. Vì vậy dòng tiền trong túi của mình là của mình, cũng như em gái đây, heo trong chuồng mình là của mình, heo lên xe của anh Cường, đúng không? Anh Hùng là của anh Hùng rồi, mà hiện nay là heo thành tiền, mà tiền trong túi anh Hùng là của anh Hùng đó. Vì vậy bây giờ nếu mà muốn lấy được tiền nhanh ấy, theo anh là phụ nữ thì anh lấy nhanh lắm. Em dụ anh Hùng, anh hôm nay em mời anh uống cà phê nói chuyện ngọt nhẹ nhàng thôi, mình dụ thôi, mình thả thính thôi nhá. Yeah. Không, mình thả thính thôi, mục đích chính mình lấy tiền đó. Được, người ta đã lừa đảo rồi mà người ta có chịu gặp mình đâu anh ơi. Gặp mình á, mời đứng cà phê gặp luôn. Hôm nay là ông lái heo nè, hôm nay ông lái heo mà cụ này cụ lái heo rồi, nhưng cụ lái heo nhưng mà cưới tới để cho lên núi Bà Đen luôn. Rồi, chào em nhé, xin chào cô chú chị bạn, rồi xin chào tất cả mọi người.